Hello tất cả các anh em, bản mặt Thái lại xuất hiện nữa rồi. Mới thấp thoáng đây mà đã cuối tuần nữa rồi anh em. Hãy chúc cho anh em ngày cuối tuần luôn tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống nha. Đó chính là những câu nói quen thuộc của Thái. Thì hiện tại là Thái đang có mặt tại khu vực gần chợ đường anh em. Ở một cái hẻm là 984 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Ở nơi đây thì Thái tính đột nhập vô nhà một ông anh bán cá bé ta, cá ly thia. Nói chung là Thái cũng vừa mới quen ở trên cái hội thi King of Beta Show 2022. Thì Thái thấy anh rất là dễ thương luôn, một người đi bán cá dạo này đó, và tâm huyết bán rất là lâu luôn, mà chủ yếu là tâm huyết bán cho những bạn học sinh nữa mọi người. Hôm nay thì Thái sẽ làm một cuộc hành trình đột nhập vào nhà của anh ấy để cùng nhau quay cái góc nuôi cá của anh ấy này, rồi cùng anh ấy sẽ chia sẻ về công việc nuôi cá cũng như là những cái khó khăn trong cuộc sống của mình nha. Thái sẽ tiến vào bên trong, ok ha. Đây nha anh em, đây là cái con hẻm nha. Trời, ở đây người ta còn trồng lá dứa nhiều lắm mọi người ha, dừa lá dứa nha. Đây là con hẻm 984 Hà Huy Giáp, khu phố 2 Thạnh Lộc nha, quận 12. Thì sáng giờ là Thái vừa mới vô nhà của anh ấy cắt xe rồi. Thái muốn ra đây để Thái giới thiệu cũng như là Thái quay cho mọi người biết là cái hẻm vô á. Rồi 984-21-2. Rồi mình sẽ đi sâu vào trong này nữa nha. Để Thái chuẩn bị cái micro luôn. Thái bật lên. Ok. Ok nhá. Sâu lắm anh em, vô cái hẻm nhỏ này nữa. Đó, cái xe Thái đựng tuốt lút ở trong kia kìa. Đây nha anh em. Đây ha. Wow, hello mấy anh em. Có anh Tăng Võ nữa nha. Đây là anh Tý nha mọi người. Ok anh Tý, chào anh nha. Đeo cái mic vô anh em mình nói chuyện nghe cho rõ anh Tý. Đây là anh Tý nha. Còn đây thì Beta Tăng Võ thì anh em đã biết, quen thuộc trên channel của Thái rồi. Thì anh Tý Thái cũng vừa mới quen ở trên kênh ốp Beta Show anh em. Đó, là anh Tý là một người bán cá, nói chung là bán cá dạo và có cái gốc nuôi nữa. Thì hôm nay là Thái muốn đột nhập vào khu vực nhà của anh Tý để tham quan cái khu vực nuôi của anh, như là chia sẻ về nghề, về đam mê của mình ha anh Tý ha. Ok, chào anh. Giờ em đi tham quan luôn được chưa? Dạ. Dạ, có làm phiền gì đâu ha anh. Ok ok, sợ em làm phiền á chứ. Chào cô. Dạ. Mẹ anh Tý hả? Mẹ. Dạ. Anh nuôi trên gác hả? Anh nuôi trên gác không à. Chứ nhà anh cũng nhỏ. Ủa sáng sớm là anh Tăng Võ ở đây là hai anh em mới đi vớt bo bo hả? Vớt bo bo với anh lấy trùng đưa cho anh Tăng Võ. Trời ơi, đây có chiếc xe đạp nữa nè. Xe đạp này anh tập thể dục hay sao? Không, xe đạp đó thì đó anh cũng tập dục từ để lâu quá cái nó hư cái vỏ cái anh bỏ luôn. Anh chưa có thay vỏ. Dạ dạ dạ. Trời ơi, trên cầu thang mà cũng phơm cá nữa hả? Ô là trời. Ở đây trên cầu thang mà cũng có phơm cá nữa anh em. Đúng là nhà của đam mê cá hả? Wow. Đây là cái khu vực gọi là cái gì ta? Chỗ ngủ chỗ cá luôn. Chỗ ngủ chỗ cá luôn hả? Ngủ chung với cá. Trời, ngủ chung với cá luôn. Đây đây đó là chỗ ngủ hả? Chỗ đó chỗ ngủ của anh. Rồi rồi, sắp cá xung quanh chỗ ngủ luôn, ngủ chung với nó luôn. Chứ còn đâu cái chỗ đâu. Nhà nhỏ thì mình dậy luôn chứ sao giờ. Ở đây có nuôi chim nữa mà con chim đâu? Chim chết rồi. Còn, chim chết rồi hả? Còn đúng con một. Ủa anh Tý là ủa anh chưa đi bán dạo hả? Anh bán giấc mấy giờ? Anh bán 3 giờ anh bán. 3 giờ bán ha. Giờ là ăn sáng rồi đi bớt bo bo về ăn sáng, uống cà phê rồi chăm cá. Làm công chuyện nhà được tiếp 3 giờ rồi xong rồi chiều 3 giờ mới đi bán. Ủa anh ở đây mình nuôi dòng cá nào ta? Để em xem cho mọi người xem trước đi. Demo cũng có, rồi hấp môn cũng có, gác phân si cũng có. Dạ. Rồi mai bồ. Để đây đi. Rồi samurai.
Thôi anh, để em quay cho. Mình đừng có dở kè ra. Dở kè ra thì YouTube hơi khó một chút xíu, nên anh em không cảm cho Thái nha. Để quay sơ sơ cho mọi người. Ồ, ở đây có gì ta? Samurai nữa ha. Trời ơi. Khăn hoàng là gì? Cái hũ quen không? Cái hũ quá quen đây là King of Beta. Trời ơi, ủa? Bữa là anh đem còn mấy chục con đi thi á. Trời ơi, bữa có đọc giải không anh Tí? Bữa thì anh đưa cá cho anh em đi thi thôi, chứ anh không có đi thi. Ờ, vậy anh hả? Anh đi theo chơi thôi. Đi theo chơi thôi ha? Trời ơi, đây nữa nè. Đây vẫn có nè. Ở đây là tự ép, tự chơi hết hả? Em thấy nguyên cái khu vực chỗ ngủ của anh là không còn chỗ nào để luôn á. Trời ơi, dữ thiệt. Ở đâu anh phơm, ở đâu đâu? Trời ơi, phơm đủ thứ luôn hả? Anh có phân biệt ra khu nào là dòng nào không? Anh để gì? Anh phơm là anh không có phân biệt. Còn mà như anh lên hũ là anh mới phân biệt. À vậy hả? Dạ dạ, để em chỉnh lại cái này, cái nó sắp rớt luôn anh em. Trời ơi. Rồi, sắp rớt rồi nè. Ủa anh Tí năm nay nhiêu tuổi ta? Để em ra tiếng vô chồng thử coi. Anh 45 rồi. 45 rồi hả? 45 rồi, đam mê cá lâu chưa? Anh chơi cá sim thì hồi từ nhỏ cho tới lớn. Rồi có thời gian anh chán anh bỏ, anh mới chơi cá này lại được 2 năm. 2 năm hả? Rồi mùa dịch năm rồi á. Rồi bán dạo lâu chưa? Anh bán khu vực nào? Bán dạo thì anh mới bán thôi. Anh mới bán được từ hồi tụ trường tới giờ. Ờ vậy hả, đủ sống không, đủ sống không? Ừ, thì lê lắc sống thôi chứ. Dạ. Đủ thì bao nhiêu là đủ mà bao nhiêu là thiếu. Anh em mình còn tâm sự nhiều, để từ từ để em sẽ quay cho tất cả các bạn xem coi khu vực cá của mình trước đây ha. Ừ. Rồi con này sao nó nền giống như dạ quang á ta anh Tí. Dạ quang, con nói dạ quang. Dạ quang ha. Của anh tắm về để làm. À dạ quang luôn ha. Nhìn giống như con sọc ngựa. Nhưng chưa có làm con. Ờ đây nữa ha, đi con dạ quang nè. Con trời ơi, đây có cá ông tiên nữa. Rồi con này là con như là con panda này. Con đó là kêu cá két gì đó. Két panda á. Có con này còn dữ hơn những con nào? Ốc bu vàng. Ốc bu vàng anh cũng nuôi nó hả anh Tí? Nuôi ốc bu vàng luôn á. Bu ốc cá hết. Bây giờ là chết con ếch rồi đó chứ. Chết con ếch rồi hả? Con ếch mà anh vớt nó còn nhỏ xíu mà anh nuôi nó bự bằng bàn tay. Ồ, ở đây mà anh nuôi cá như thế này thì thứ ăn chính của anh cho nó ăn là cái gì? Trùng với bo bo. Rồi, trùng là đi mua hay đi vớt luôn? Trùng đi mua. Rồi, bo bo là vớt? Dạ. Là mỗi ngày đi vớt? Đúng. Vớt như vậy thì thức dậy lúc mấy giờ đi vớt? Là 5 giờ anh thức rồi. 5 giờ thức rồi ha. Rồi vớt tới mấy giờ? 5 giờ thì anh đi lấy trùng xong mà tầm cỡ 6 giờ anh đi vớt bo bo. À, 6 giờ ha. 6 giờ đi vớt. Là ớt cho cá con ăn ha. Đúng. Trời ơi, hủ kinh ớt với ta nhiều ghê. Chắc là bữa thuê xe ba gác chở về phải không? Đâu, chở xe Honda luôn. Chở xe Honda luôn hả? Anh Văn chở đồ mà. Anh Văn chở đồ ha. Anh bán cá cho học sinh như thế thì anh bán giá rẻ không anh Tí? Không, anh bán giá cũng không có như người ta. Dạ. Những con đẹp thì anh bán dữ lắm 60. Rẻ nhất là bao nhiêu? Rẻ nhất là 5.000. Rẻ nhất là 5.000 và cao nhất chỉ 60.000 thôi. À vậy ha. Là những con cá mà đẹp để anh em đi thi thì anh bán 60-70. Dạ. Dạ. Rồi giá cũng rất là ok cho học sinh chơi luôn. Rồi quá trời luôn. Sáng giờ cho ăn chưa anh? Chưa ha. Tại tính cho anh rồi. Dạ dạ, ở đây thì anh Tí anh tận dụng khá là nhiều nha. Đây nha anh em, từ cái chai coca này, cái ly nước mía này, rồi cái hồ xô, hồ kính này, nói chung là cái gì mà gọng nước nuôi được là anh chơi hết luôn hả anh Tí? Trời ơi, đây là anh Tí nha mọi người. Đó thì xin giới thiệu luôn, tên ngoài là tên Tí, tên trong tên gì anh Trung nha. Ôi, ôi. Nói chung là mới phát hiện là một cái hồ sơ nó đặc biệt lắm luôn á Thái. Đâu anh? Đây nè. Cái hồ sơ bằng cái tivi hả? Rồi cá sơ đâu? Cá nó bị nứt rồi, nó bị nứt bữa nuôi con cá bự quá nó sắn nó nứt cái kiến là bỏ luôn. Chứ trời ơi, hồ cá chứ đâu phải. Trời ơi. Tự anh dán anh làm á. Là bỏ con cá vô đây rồi coi. Rồi tối nằm ngủ coi luôn. Trời ơi anh chơi dữ à anh.
Trời ơi quá trời, Nguyên ngủ chung với cá luôn trời. Khắp đằng kia nữa kìa, góc đằng kia nữa kìa. Quầy sân thượng này có không? Có. Quầy 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 hiên này này. Có. Đi em ra em quay xem. Trời. Đây hả? À, trời. Là không đi ra ngoài đây được luôn. À. Anh cũng dẹp hết vàng kiển bên đó là anh ra tới đó luôn. Ở đây là em thấy là trong này là gì ta? Các con hả? À, mai bồ con có rồi, hát môn có rồi. Dạ. Hát môn đa sắc cũng có. Cái nước nuôi ngoài trời nó rêu tảo nhiều anh em ha, mà cá nó rất là khỏe nha. Trời, cái hầu kiến này cũng có. Không luôn. Cái này là con cá này nó bị bỏ rồi anh, coi như là những con mà nó bị hư là anh quăng vô đây. Hư là quăng vô đây ha. Ở kia là cũng một bầy nữa đúng không? Ờ đúng rồi, bầy đó Sambugai. Sambugai nè, nhiều ghê luôn á. Đó, anh em xem cái không gian nè. Trời ơi. Đúng là đam mê luôn rồi. Mấy cái xô đỏ đấy là cái gì? Mấy đen xô đấy? Xô đó là những con cá mái để anh ép. Anh ép à? À, ép trong cái xô này ha. Ép trong cái mấy cái đậy là đang ép. À, mấy cái đậy đó đang ép ha. Ở đây vẫn có một bầy cá này. Đây là bầy gì anh? Bầy đó là bầy mai bồ. Ồ, mai bồ ha. Mới có 2 năm nay mà anh chơi quá trời cá luôn. Anh em xem này. Đúng là chất bán cho học sinh luôn á. Trời ơi. Còn đâu nữa không ta? Mấy cái thùng này là ép không nè, cá con rất là nhiều. Rất là nhiều anh em. Ồ, ở đây bầy này nhiều ghê luôn anh đấy. Bầy đó anh tách ra đó, anh tách ra phân nửa bỏ bên kia. Dạ. Rất là nhiều, còn bên đó nữa kìa. Bên đó 7 màu. 7 màu nữa hả? Ủa, có 7 màu nữa hả? Đó. Trời ơi, đây nữa anh em. À, 7 màu Thái ha. 7 màu Thái anh em. Ờ, rất là nhiều con. Đây có hồ kiến này, có cái gì trong này không? Có. Trời, có luôn hả? Cá rô, cá sặc, cá lóc. Cá rô, cá sặc, cá lóc mà cũng nuôi nữa. Cua luôn. Cua luôn. Rồi, đây có một cái hồ nữa. Nhiều lắm anh em. Đó, anh em xem nè. Đam mê, sống ở, ngủ chung với cá luôn. Lần đầu tiên thấy luôn á. Trời ơi. À, đêm nào mà mất ngủ cái rồi cứ ra ngắm cá ha. Rồi có đi anh thức tới 3-4 giờ sáng hoài vậy? 3-4 giờ sáng làm gì, chơi với cá hả? Đâu có như kiểu cái nào mà nó bị nấm thì anh thức để anh chị nó ha. Ờ, chị nó với thay nước cho nó. Dạ. Ờ, 2 năm làm cá rồi. Ủa mà trước khi làm cá này thì anh Tí có làm nghề gì nhiều không mà mới chuyển qua làm cá này? Đó thì anh đi làm công ty cũng có xí nghiệp á. Dạ. Hồi đó anh làm bên BS Mạc á. À, BS Mạc ha. Là cái CDB mình à. Anh dạ. Làm bên kho BS Mạc á. Dạ. Rồi xong cái thời gian làm chung với Liễu Chí Phú luôn á. Dạ. Anh em làm chung cái đầu xong rồi anh nghỉ. Dạ. Lương nó thấp quá anh nghỉ anh đi ra buôn bán. Dạ. Bán cái đầu chở hàng bán rồi xong đầu anh làm bên bánh kẹo Thái, đi sale bánh kẹo cũng có. Trời vậy hả? Vậy là rất là nhiều nghề rồi. Đúng. Phải không? Đúng nghề luôn ha anh Tí nhỉ? Nghề nào cũng làm. Nghề nào cũng làm hết. Đúng. Mà cuối cùng vẫn quay lại cái đam mê của mình là chính. Đúng. Là cái nghề cá này. À, cá này anh đam mê là cũng tại Liễu Chí Phú nó bài cho anh dính lại ha. À. Nhưng mà em thấy là ai mà nuôi cá, ép cá, đam mê này thở nhỏ đều chơi cá hết trơn. Và bây điều đặc biệt là anh đi bán cho học, quyết định là đi theo bán cho học sinh thì em nghĩ là anh phải có một cái gì đó gọi là cộng hưởng hoặc là đồng cảm một xíu gì đó nên anh mới đem bán cho học sinh, đúng không? Theo em nghĩ là như thế. Anh thì anh thấy nó đam mê như mình, ngày xưa mình cũng đam mê như nó vậy đó. Dạ. Rồi mình cũng gia đình khổ thì mình đâu có tiền để mua cá. Dạ. Thì gom góp lượm dây chai bán lượm mấy cái lon bán được mấy ngàn mấy trăm gì thì gom lại. Dạ. Để dành mua con cá. Dạ. Anh thấy tụi nó như vậy, nhiều lúc thậm chí tụi nó chú ơi con được có 5,000 con muốn con cá đó. Dạ. Nếu mà con có 5,000 chú bán cho con 5,000. Vui ha. Nói chung là nào niềm vui nữa, tại vì mình thấy mình trong đó, ngày xưa mình cũng đâu có tiền đâu, mình ngồi đĩa đĩa cái xe cá của người khác hoài, đúng không anh Tí? Đúng rồi. Dạ. Nên giờ mình thấy mình thì mình cũng nói chung là chạnh lòng một chút xíu. Chiền lửa cho. Chiền lửa ha. Là mừng rồi. Ừ, dạ. Anh Tân ngắm cá hoài anh Tân. Đâu có mai bồ đót nữa hả? Để em quay con mai bồ đót anh Tí nha. Đâu anh?
Ôi ôi, dòng gì dòng gì anh Tý cũng chơi hết trơn luôn á. Nhưng mà có nhiều anh em á là nói là nuôi cá trong nhà vậy nó thiếu ánh sáng rồi thiếu nắng á, rồi nó có dễ bị nắm không anh? Nắm không là ăn thua mình thôi em. Tại dạ, nếu trong nhà thì mình chịu khó mình kỹ một chút, mình thấy nước nó hơi nhiều. Còn ở ngoài có ánh nắng, có nắng nào đó thì nước mình thay, lâu lâu mình thay một lần. Em thấy cá anh nuôi trong nhà khá là nhiều. Ví dụ như buổi sáng phải thức dậy sớm 5-6 giờ sáng phải đi vớt bo bo, đi lấy trùng chỉ rồi về rồi xử lý cho cá thay nước, rồi còn phải đi bán dạo, chưa phải đi bán dạo nữa. Thì em thấy thời gian như thế mình sắp xếp đủ để mình cho cá ăn rồi mình thay nước không? Mình chăm sóc đủ tụi nó không? Đủ. Khoảng bao nhiêu tiếng một ngày để mình chăm sóc tụi nó? Đâu hầu như là anh suốt ở trên này luôn. Ồ, suốt trên này luôn hả? Trên này là tổng mình khoảng bao nhiêu con rồi anh Tý? Nếu mà tính hết bầy con bự luôn á. Nhỏ lớn bự luôn đi. Nhỏ lớn luôn là bèo lắm cũng phải 4.000 mấy. 4.000 mấy luôn ha. Trời ơi quá trời, anh em xem này. Rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Loại 4 bầy samurai thôi là anh đón bèo lắm cũng phải là 3.000 con. Dạ. Anh bán dạo thì anh bán ngay khu vực nào ta? Anh bán ngay ngã chỗ mà lấy thiêu, ngã ba lấy ngã tư Bùng Bình lấy thiêu á, mà có trường Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản, trường tiểu học. Trần Quốc Toản 1. Dạ. Là giớp từ mấy giờ anh bán? Từ 3 giờ bắt đầu là anh đi. 3 giờ anh đi anh ha. Chạy qua bển cho tới tầm 3 giờ 20 hoặc 3 giờ rưỡi. Dạ, bán tới 6 giờ tối. Bán tới 6 giờ anh về. À vậy ha. Thì em hỏi giờ cụ thể nhiều khi với lại địa điểm cho những bạn nhỏ học sinh á, nhiều khi lại muốn mua cá của anh. Tới nhà vẫn bán không? Tới nhà vẫn bán luôn hả? Ở nhà đây là nãy em thấy là anh vô một cái địa chỉ là ta 980 mấy á, 984. Ờ à, đúng rồi. 11/31. 984/11/31 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12. Em gành chưa? Em không được cái gì, được cái nhớ dài lắm anh Tý. Em vô cái là em nhớ. Trời ơi, bắt đầu thôi mình đi quay cá tiếp đây, rồi em sẽ tâm sự với anh một chút xíu nữa nha. Nãy giờ anh Tân có phát hiện cái gì đặc biệt không anh Tân vậy? Trời ơi. Anh Tý chơi. Ê, em ngại quay những bé cá mà nó đang kè sung sung á, tại vì YouTube hiện tại là quay về cá Meta và Lithia này hơi khó nha anh em. Ở đây là cái thùng này chắc là thùng lá bàn nè. Đúng rồi, thùng lá bàn. Rồi cái thùng này là bo bo sáng đi vớt nè. Chưa cho ăn. Bo bo như thế này á thì anh đã xử lý chưa? Chưa xử lý. Hèn gì em thấy ốc hay là nhiều anh ta. Anh ốc. Thấy lượt lại xong rồi anh mới rửa 2-3 nước rồi xong anh mới bỏ thuốc vô rồi anh mới cho xử lý. Ồ, kỹ vậy luôn hả ta? Tại con cá mà mình không phải mình vớt về cái mình bỏ cho nó ăn nó dễ bị bệnh nó. Dạ đúng rồi anh, cái dưới mương mà. Nó nằm dưới cống mà. Dạ dạ dạ. Những con dây trùng đó nó dễ bị bệnh con cá. Dạ đúng rồi. Anh phải bỏ tới chai nhịp vô rồi anh quậy rồi anh làm. Ma bồ thì ma bồ ghim nè anh em. Rất là nhiều luôn. Một ngày vậy bán khoảng giấc, em thấy anh bán giấc từ 4 giờ bán tới 6 giờ bán được nhiêu con ta, nhiều không? Sao bán gì có 2 tiếng một hồi? Anh bán thì học sinh nó cho chủ yếu cho học sinh tối rồi mà chiều á nó ra là nó dây chiếc xe cứng ngắc. Dây xe cứng ngắc luôn hả? Mà vui cái là cứ chiều bữa nào có đứa nó không mua mà nó cũng lại nó đu cái xe mình với nó rồi nói chuyện nó hỏi. Nó hỏi mình chia sẻ mấy cái kinh nghiệm đúng không anh Tý? Mà nhiều đứa nó nhỏ mà nó học lớp 1 mà nó nói chuyện nhiều cái mình thấy thương lắm. Dạ. Thấy mình trong đó nữa. Trời ơi. Cũng thích con nít lắm. Thích con nít ha. Nên cài. Dạ. Mình bán có bữa thì em cũng bán được 400-500, có bữa dạ. Em bán được 300. Dạ. Có bữa bán được mấy chục ngàn. Mấy chục ngày cũng mừng ha. Đây lắp xong. Rồi ở đây thì sống thì ở đây lo cho mẹ nữa anh Tý ha. Ừ. Dạ. Rồi, cuộc sống nha anh em. Nói chung là đam mê nè. Anh Tý thì thấy quay sơ thì anh em đã thấy, đã biết rồi. Nói chung là thấy cũng nhắn lại mạnh lại một lần nữa ha. Anh em nào mà yêu thích về những dòng cá cũng như là muốn ủng hộ cho anh Tý thì anh em cứ đến địa chỉ đi. Nãy thấy đã đọc rồi. 984 ha. /11/31. Phường Thạnh Xuân, quận 12, đường Hà Huy Giáp mình, đúng không anh? Còn nếu dạ. Máy thì cứ điện cho số anh. Có, số điện thoại anh bao nhiêu? Là 077 077 3724 3724 25 225
0773724 525 225 hôm nay thấy nhớ xài. Ok nha anh Tý ha. Trời ơi, anh em thấy không nè, Thái sẽ quay rộng ra cho anh em xem nhé. Mà chưa, Thái nói là chưa có quay quầy hiên này ha. Đó, sống ở chung với cá luôn nè. Lần đầu tiên Thái đi quay nha mọi người. Đó, trời ơi, quá trời luôn. Mỗi ngày đi bán là đem bao nhiêu con đi bán ta? Chở nhiều không? Chở cỡ chừng 6-70 con à. 6-70 con hả? Dạ, bán chắc cũng hơn nữa không? Có bữa là hết luôn. Hết xe luôn. Có bữa thì còn. À, em có một cái kỷ niệm vui lắm. Em gặp anh Tân Võ nè, anh Tân Võ mà hai anh em rồi em cũng ra quay rồi thăm anh Tân rồi đang ngồi ngồi hai anh em là gió nó thổi lật cả nguyên cái xe luôn. Mình có trường hợp nào bị lật xe chưa ta? Anh mới bị hôm qua. Mới bị hôm qua luôn hả? rồi lật xe như thế thì lúc đó thì bán cá đã gần hết chưa hay là còn xe cá vun luôn? Không bán cũng được 3 con rồi nó lật rồi xong rồi đâu có trời mưa, nó đang trời mưa nữa. Rồi có đổ cá ra đường không? Nó trôi đi mấy con rồi. Nó trôi đi luôn. Rồi mình lậm củi mình gom lại. Đúng. Ồ trời, lúc đó chắc buồn lắm nhỉ. Không có gì đâu. Có ai lại phụ không? Không. Tại đang trời mưa mà lúc đó đường cũng vắng. Dạ. Trời ơi, hên là bữa anh Tân có em phụ nha anh Tân. Anh Tân ảnh cười kìa. như vậy mình biết là cái cảm giác là đi bán, anh em thấy không? Đó, bán con cá 5.000 đến 50.000 thôi. Bán cho học sinh mà cái cảm giác mà chở viên xe cá ra mà nó lật như thế thì nói chung là lật thì mình phải chịu rồi, nhưng mà trong cái khi mà lúc mình lậm cụi, mình lậm mấy con cá, mình không phải là mình tiếc vì con cá mà mình xót cho con cá, nhiều khi mình thấy đúng không anh? Bao nhiêu cái tâm huyết mình, tại vì anh em làm cá ra đâu phải ép ra một bầy cá là dễ đâu. Ép ra từ nuôi từ nhỏ đến lớn rồi vớt đồ cho ăn rồi xử lý bệnh rồi tất cả các kiểu rồi lựa ra những con đẹp để đem đến cho mọi người chơi nữa. Đúng không không? Em nói gì đúng không anh Tý? Rất là khó ha anh Tý ha. Dạ. Đó, cái chu vi anh Tý là như vậy nha mọi người. Thì hôm nay thì Thái cũng vô tình thôi. Đó, thấy trên hội Kino Beta Show 2022 đó, thấy anh Tý rất là dễ thương. Nói chung là niềm đam mê rồi dùng những cái niềm đam mê của mình để tạo ra những con cá rồi để cho những bạn thiếu nhi nhỏ rồi những bạn đam mê. Nói chung là ở những cái bạn mà nhiều khi là mẹ cho tiền vào bánh mà mình không có tiền á, nó từng 50.000 gì mình cũng có thể sở hữu được một con cá beta hoặc là đi thi để mình chơi anh Tý ha. Đúng rồi, anh em thấy anh là quá dữ luôn. Ngưỡng mộ lắm luôn á. Rồi phải làm biết bao nhiêu người rồi dùng những cái đam mê mình rồi ra bán cá để kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống này, rất là quý anh luôn. Hôm nay thì em cũng đâu quay cũng đơn giản thôi, hy vọng là mọi người xem video này sẽ cảm thấy cái gì đó ha, động lại cho mình để có thể đến đây ủng hộ cho anh Tý. Thì em cũng không biết nói gì, thì em chúc cho anh Tý này cái đam mê mình còn hoài luôn, sống với cái nghề này luôn ha, rồi cháy mãi luôn. Một cái điều chân quý hơn là em hy vọng là sau cái video này anh sẽ bán được nhiều cá hơn tại địa điểm bán ngay chỗ chợ đó. Rồi coi như là qua đây để ủng hộ cho anh nữa, cũng có thể là liên hệ đó anh ha. Anh Tý ha, xin điện thoại anh rồi cho em xin lại được không? Anh đọc lại cho em. 077 3724 3724 225 đó chính là số điện thoại của anh. Anh chỉ xài đúng một số thôi. Đúng một số thôi nha, không có số phát đúng không? Không có số phát. Zalo, Facebook gì nó cũng là số đó luôn. Ví dụ như mà anh em là những bạn nhỏ mà muốn kết bạn Zalo với anh để nhờ anh chia sẻ những cái kinh nghiệm, anh sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng. Nhiều khi lại là chưa nuôi cá bao giờ tại muốn trải nghiệm nuôi thì anh chia sẻ đúng không? Ép nè, trị bệnh nè, tất cả các kiểu luôn Tý ha. Hồi qua có một thằng cháu. Dạ. Nó bên bển, nó cũng mua của anh được con mái con trống. Dạ. Nó về nó ép thì nó không biết cách ép như thế nào. Dạ. Cũng hỏi, nó điện anh là hầu như là hôm qua là phải 20 cuốc. Trời ơi, 20 cuốc luôn á. Rồi xong rồi nó nhắn tin là mấy chục cái tin. Dạ. Rồi xong rồi nó hỏi về ép cách cá, cách ép làm sao. Dạ. Rồi như thế nào để ép cá. Dạ. Coi làm sao là biết trứng, coi làm sao là không biết trứng. Dạ. Thì anh cũng dặn sẵn sàng. Dạ. Tuy là anh bận đó, anh cho cá ăn rồi lót. Dạ. Để lấy cá để đi bán, mình phải làm cá ra bán. Dạ. Anh cũng dặn bận mà anh dặn chỉ cho cháu cho nó cặn kẽ. Con trước khi con phơm thì con ép là con phải để hai con. Dạ. Con nó kè.
Dạ. Con cá chấm nó có sung không? Dạ. Mà con cá mái nó có chịu chưa? Dạ. Rồi con ép lại con thả vô một ngày hoặc một hai ngày. Dạ. Cảm thấy mà cục bọt trên cái mặt bọt nó có cái trứng. Dạ. Vàng vàng hoặc là trắng. Dạ. Thì con vớt cá mái ra. Dạ. Để ngay chấm cho nó giữ con. Thì dạ. Tầm cỡ một ngày mấy á, thì nó sẽ nở con. Ừ. Rồi con sẽ thành công nó. Dạ, nở thành con công. Cho nó ăn mỗi ngày, như mấy ngày đầu thì không cần cho ăn. Kinh nghiệm thì trong về con cá lia thia, về con cá betta này thì rất là nhiều, mỗi anh em đều có thể trải nghiệm, và để thành công nó thì anh em đúc kết ra được nhiều cái kinh nghiệm. Anh em thì có thể là nếu các bạn lấy kinh nghiệm của người này thì các bạn áp dụng, các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể sử dụng nè. Đó, nói chung là cái gì cũng vậy, các bạn hãy trải nghiệm đi rồi các bạn sẽ có được những kinh nghiệm ha anh Tý ha. Thì hôm nay là em rất là vui luôn, rất là vinh hạnh luôn đã được qua đây cùng anh Tý đi tham quan cái khu vực nuôi cá betta, kể cả chỗ ngủ sống chung với lại cá luôn. Nó rất là thú vị nha. Cảm ơn anh Tý đã cho phép em đặt những cái thước phim, những hình ảnh này để quay khu vực của mình, mặc dù là hơi một tới nhiều một chút xíu. Cảm ơn anh khá là nhiều anh Tý. Anh Tý ha. Thì dạ em cũng không biết nói gì hơn, thì thôi anh em mình bắt tay chút xíu ha. Khán giả. Dạ, rồi chúc cho anh đam mê còn mãi, sức khỏe cho anh với lại mẹ này, gia đình của mình ok hơn. Anh chúc em với khán giả được nhiều sức khỏe. Dạ, rồi cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh Tăng Võ nha, một người kết nối, một người anh của Thái khá là đẹp trai, khá là tuyệt vời luôn. Rồi hôm nay thì video của Thái đơn giản thế thôi, hy vọng là anh em trên tinh thần xem video này vui nè, giải trí thật là ok, cũng như là một cái chia sẻ thật là thú vị về anh Tý ha, một người đam mê. Còn bây giờ thì Thái cũng xin kết thúc video tại đây. Thái chúc sức khỏe, chúc bình an cho tất cả các bạn. Thái xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người, hai anh ha. Ok.